Cam dậy rồi à? Dậy rồi à? Tao luôn mũi tẹt tẹt, mũi chì chì, qua lại nhà con. Cam ơi, đi đâu ấy con? Cam. Để mẹ để đi, mẹ để đi. Cháu cái nó bò lò mò tìm gì đây, không đây. Biết. Đi tìm đồ. Mấy rồi, 8 rồi. Đi tìm đồ để chơi hả? Đâu nắng chơi thật khó nha. Cắt nha. Nằm nằm sáng nằm nằm tí cá. Mồi nó treo ấy. Mũi à. Xét xem mình có nói gì không. Trèo rồi, nghịch thật. Nào, nào, nào. Quay không, biết quay không. Cảm ơn. Chào sáng. Ăn đây nha. Khè khè nhỉ. Khè khè cái gì? Thay bị nào. Sáng mai tí mẹ là mẹ giặt cho mấy đứa con. Giặt con nào. Buổi sáng sáng thức dậy. Cảm ơn nhân giặt. Thôi thay bị với em nhá. Con muốn mẹ thay bị là phải mẹ giúp không? Cam hút bụi cho mẹ hả? Thế mẹ hút bụi rồi, cũng lôi máy hút bụi ra hút bụi đấy. Cam giỏi thế nhở, Cam biết hút bụi giúp mẹ rồi phải không? Cam ơi! Ông bà thấy Cam có máy hút bụi xịn không? Để tôi bố về lấy pin lắp vào nhá. Để cho nó chạy nhá. Sao con? Hút bụi cho mẹ cái phòng khách này đi nào. Ngồi kìa. Cám ơn. Tít. À. Tít. À. Tít. À. Hút bụi nào. Chán rồi à? Chán rồi à? Chán hút bụi rồi à? Hả? Mẹ từ mai sáng là mẹ hút bụi là đem máy hút bụi ra hút cho mẹ nhá. Hai mẹ con mình cùng hút bụi nhá. Mẹ hút phòng khách rồi Cam hút phòng ngủ được không? Ừ. Mỗi mẹ con làm một phòng nhá. Wow. Chưa một tuổi đầu mà đã biết hút bụi giúp mẹ rồi đấy. Giỏi chưa? Ừ. Thôi. Mà đấy đi chơi rồi. À, khoe mọi người bức tranh của em đi. Em vẽ cái gì đây? Em vẽ hai cô tiên này. À, hai cô tiên đây là bà tiên đang cầm chổi. À, bà phù thủy đang cầm chổi này. Phải không? Nào, khoe mọi người, con cầm đấy, con khoe mọi người đây này. Con vẽ hai cô tiên này, hai cái mặt này. Mẹ vẽ cho hai cái mặt vào đây này, phải không? Ôi.
Chanh của Cam này. Chanh của Cam đấy. Ôi chà. Ôi chà. Ở đây về thích đọc sách rồi nhá, thích đọc sách rồi. Cam có quyển sách gì đấy? Cam rửa sách cho ông bà xem nào. Cam mở sách cho ông bà xem. Đấy, biết mở sách rồi đấy. Giỏi chưa? Cam biết mở sách rồi. Kìa. Cam ơi. Ôi. Cam ơi. Mẹ này. Cam. À, đóng sách vào à. Xem sách 30 phút nữa thôi nha, rồi đi ngủ nha. Mẹ đọc sách cho Cam nghe nha. Đừng chạm vào con monster là con gì? Mẹ quên rồi. Con mở sách đi. Mở sách ra đọc nhá. Cảm ơn. Cảm ơn. Wow. Nhìn gì đâu. Wow.